mô cố thảo ở Cẩm Lương. Cái này tôi xin đọc với là một bài thơ bà Khố, tôi kể với là lịch sử bà Khố của Hà. Tôi xin đọc Triền Trung. 19 tháng 5 ngày sinh nhật bác, hàng năm vẫn quần. Bác sinh trong một nhà nho, cha là cụ Sắc, mẹ là cụ Loan. Các cụ sinh được ba con, ba con chị Thanh là cả, anh là Hai Khiêm. Ba cung con út trong nhà, lớn lên cha mẹ cho đi học văn hay toán giỏi, thông toàn các môn, rồi đi các nước gần xa. Ba châu bốn biển bác đã từng qua, bác đi năm mấy chục năm qua, tìm đường cứu nước nay đã thành công. Bác trở về bác bó cây đa Ba Đình, bác ngồi bác nghĩ một mình, làm sao phải có một ngày khai sinh. Anh Đồng, anh Giáp, Đức Anh, Lê Duẩn, Đức Thắng, các anh ngồi đây ta bàn một việc thế này. Khai sinh khởi nghĩa lấy ngày nào đây? Ông Giáp mới nói thế này, 19 tháng 8 khởi nghĩa về đây, mùng 2 tháng 9 là ngày khai sinh. Bác đứng lên quảng trường Ba Đình, đọc bản tuyên ngôn độc lập của các đồng bào đồng chí chúng ta, mường Kinh Mãn Thổ Nùng Tày. Hoan hô như thế sấm vang bầu trời, đọc xem bác lại mỉm cười. Miền Nam Bắc chúng ta, hai miền Nam Bắc của ta, các quan các cháu đều là bác thương. Quốc khánh mùng 2 tháng 9 ngày khai sinh đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đất nước ta sinh ra một tướng tài, đi khắp các nước chẳng ai sánh bằng, đó là bác Hồ Chí Minh của chúng ta, kính yêu của chúng ta bây giờ. Bây giờ bác đã đi xa, chúc cho đất nước Việt Nam mạnh khỏe, giữ lấy cờ đỏ sao vàng muôn năm. Tôi ý xin hết ạ. Thế tôi xin tọc một bái thơ là viếng thăm quê tôi. Tôi xin tọc một bái mới các mụ các bà tế là đến thăm quê nhà, tham quan quê nhà tôi. Kính mời các ông các bà về thăm quê nhà, thăm đồng lúa chín, thăm ao cá đầy, thăm nơi quốc đất ruộng cày. Chỗ kia bừa cỏ, chỗ này bừa lăn, thăm nơi gỡ kén chăn tầm, thuê đưa rộn rã tơ giăng mịn màng. Thăm lò kéo mật bên làng, mật thơm thơm ngọt ngút ngàn mía xanh.
thăm nơi đan thúng đan dành, nơi khâu nón lá, nơi chằm áo tơi, thăm lò nung gạch, nung vôi gạch hồng vôi trắng ngược xuôi công trường, thăm đàn lợn béo trong chuồng, lợn béo trong chuồng, thăm bờ trồng chuối, thăm vườn trồng cam, thăm trường mới lược muối xoan, thăm trường mẫu giáo mầm non hát cười, tiện chân thăm chỗ vui chơi, thăm phòng đọc sách, thăm nơi bóng chuyền, các ông các bà ta cháu về thăm, suối cá đi qua cầu xi măng, chiều dài chiều rộng không biết là bao, đường đi vừa sạch vừa mát, đường cẩm lương lắm cát dễ đi, trong làng cây quả xanh rì, ai mà đi đến suối cá thì quên cửa nhà, chúc các ông các bà mạnh khỏe, các cháu học giỏi, đăng ký video cho bà, cảm ơn nha.